năm 1909, nhà khảo cổ người Pháp Vinet cho khai quật và phát hiện một lượng lớn bộ chum tại Gò Ma Vương thuộc vùng đất Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dấu tích của một nền văn hóa cổ. Các cuộc khảo cổ liên tiếp sau đó đã giúp các nhà nghiên cứu đi đến một nhận định khoa học là nền văn hóa cổ này có niên đại sớm nhất là khoảng 3.000 năm và kết thúc vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Định danh cho nền văn hóa này là lấy tên của vùng đất phát hiện, văn hóa Sa Huỳnh. Gò Ma Vương ở thị xã Đức Phổ, một đồi cát dài khoảng 100 mét, cao 9 mét, nằm dọc theo bờ biển phía đông nam Đồng An Khê. Nơi đây, các nhà khảo cổ học người Pháp lần đầu tiên phát hiện ra nền văn hóa Sa Huỳnh với hơn 200 chum mộ táng nằm trong lòng đất cát. Năm 1909, tại địa điểm Sa Huỳnh này là vị quan thuế của Sa Huỳnh, tức là ông Vinet đấy, là đã công bố trên cái tạp chí của BFL về 200 cái chum tìm thấy trong cái động cát Sa Huỳnh, và ở độ sâu là 0.8 mấy thì tìm thấy là ở đó là có cái chum được chôn đứng và trang rất là nhiều cái đồ và đồ trang sức mã não. Thì đó là cái công bố đầu tiên về cái kho chum, gọi là kho chum Sa Huỳnh ấy. Thông báo đầu tiên về văn hóa Sa Huỳnh trên tạp chí của trường Viễn Đông Bắc Cổ Pháp lúc bấy giờ chỉ dừng lại ở một phát hiện mới về khảo cổ. Đến năm 1923, vợ của viên thuế quan người Pháp tại Sa Huỳnh là bà Labre đã huy động hàng trăm người dân đào 240 bộ chum ở Phú Khương và Thạnh Đức, được các nhà khảo cổ người Pháp định danh là kho chum Sa Huỳnh. Thì cuộc khai quật của bà Colani năm 34 và cái sau đó năm 35 thì được công bố trong cái hội nghị tiền sử học Thái Bình Dương tổ chức tại Philippines. Và lúc đó là người ta thấy được cái tầm mức quan trọng của cái khu mộ chum này. Và đến năm 1936 đấy, thì trên các tạp chí những người bạn quý xưa thì bà Colani đã đưa ra một cái thuật ngữ trong bài viết của mình gọi là văn hóa Sa Huỳnh. Địa danh Sa Huỳnh đã được dùng làm tên gọi cho một nền văn hóa, văn hóa Sa Huỳnh. Văn hóa Sa Huỳnh đồng đại với hai nền văn hóa khác là Đông Sơn ở Bắc Bộ và Ốc Eo ở Nam Bộ, trở thành ba trung tâm văn hóa thời kim khí ở nước ta. Những nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước vẫn tiếp tục khảo cổ, nghiên cứu về nền văn hóa Sa Huỳnh. Từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, những cuộc khai quật quy mô lớn được diễn ra, dần hé mở không gian văn hóa Sa Huỳnh bí ẩn dưới lòng đất. Thế thì từ bắt đầu đó thì đến bây giờ chúng tôi tính là 114 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh. Và cái việc phát hiện đó ấy là bắt đầu ở Quảng Ngãi, ở cái vùng Sa Huỳnh, mà cái vùng mà chúng ta vẫn gọi là Cát Vàng. Không gian văn hóa Sa Huỳnh trải dài từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, rồi đến Đông Nam Bộ, từ Trung Du miền núi đến các đảo gần bờ. Trong đó tại Sa Huỳnh, nơi đầu tiên phát hiện dấu tích của nền văn hóa này, đóng vai trò trung tâm. Những cuộc khai quật trên các đảo gần bờ, thung lũng núi ở Quảng Ngãi đã mở ra không gian mới về văn hóa Sa Huỳnh. Cuối thập niên 90 và những năm 2000, các nhà khảo cổ đã phát hiện những ngôi mộ chum ở Cù Lao Ré, Lý Sơn. Bộ sưu tập văn hóa Sa Huỳnh ở Lý Sơn chứng minh dòng chảy văn hóa Sa Huỳnh từ lục địa sang các đảo gần bờ. Ngoài công cụ bằng sắt, những phát hiện về xương và vỏ nhuyễn thể trong lao động, sinh hoạt, làm đồ trang sức cho thấy những công cụ sinh hoạt trên đảo gần bờ mang đậm sắc thái biển. Ở đó, con người hòa nhập cùng môi trường biển để tồn tại. Những phát hiện mới về mộ chum ở hồ nước trong thể hiện sự đặc sắc của nền văn hóa Sa Huỳnh. Sau đó là những cuộc khai quật và tìm thấy dấu tích của văn hóa Sa Huỳnh ở Trà Veo 2, Trà Veo 3, thôn Trà 1,
thôn Trà 2, thôn Trà 4 ở huyện Sơn Hà và huyện Trà Bồng. Nhận diện được cả lớp cư dân Sa Huỳnh cổ sống ở đây từ rất sớm, thể hiện sự đặc sắc của văn hóa Sa Huỳnh trong phân bố đa dạng, từ đồng bằng duyên hải ra các đảo gần bờ, rồi lên thung lũng giáp với cao nguyên. Mà chúng ta tìm được những cái dấu tích của nền văn hóa Sa Huỳnh không chỉ ở đất liền, còn ở hải đảo, không chỉ ở cửa sông mà còn ở ven biển, không chỉ ở đồng bằng mà còn có cả ở trên trung du và miền núi. Cư dân Sa Huỳnh cổ xưa thể hiện sự chiếm lĩnh không gian tuyệt vời và đã tạo dựng được nền văn hóa trong không gian rộng lớn. Vùng đất Sa Huỳnh có cửa biển, thuận lợi cho giao thương. Những tuyến hải thương chọn nơi đây làm điểm dừng chân neo đậu tàu thuyền để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Các di chỉ tìm thấy của nền văn hóa Sa Huỳnh đều gắn với các đồng muối cổ. Sa Huỳnh là vùng đất giàu có, thương cảng Sa Huỳnh một thời giao thương phồn thịnh. Nơi đây có cửa biển nằm cạnh dòng hải lưu ven bờ, có vịnh kính, ghe thuyền ẩn trú an toàn. Đây cũng là điểm xuất phát con đường muối từ vùng muối Sa Huỳnh lên Tây Nguyên và đi các nơi theo đường biển. Muối gắn liền với cư dân Sa Huỳnh và sau này là Champa, Đại Việt, đem lại sự giàu có và quyền lực cho cư dân nơi đây. Cư dân Sa Huỳnh rất giỏi trong nghề đi biển, rất giỏi trong cái nghề tìm các nguồn nước ngọt và rất giỏi trong việc làm muối. Và cái muối đó, cái nghề muối đó là nó gắn chặt với cộng đồng cư dân Sa Huỳnh và về sau gắn chặt với cộng đồng cư dân Champa và cho đến cư dân Đại Việt bây giờ. Biển đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân Sa Huỳnh. Rõ ràng, người Sa Huỳnh hướng ra biển, người Sa Huỳnh tiếp cận sự ưu ái của biển. Biển không chỉ là cá, tôm mà còn có nguồn lợi về giao lưu, buôn bán, về tầm nhìn và quan hệ thông thương với thế giới bên ngoài. Ở nhiều vùng Đông Nam Á, Trung Á và Ấn Độ cổ xưa cũng đã xuất hiện khuyên tai ba mẫu, khuyên tai hai đầu thú của văn hóa Sa Huỳnh, cùng sự giống nhau về phong cách trang sức. Điều này đã chứng minh văn hóa Sa Huỳnh có nguồn gốc giao lưu, ảnh hưởng ở bên ngoài rất sớm và rộng rãi thông qua đường biển. Tính thương mại và tính mở của nền kinh tế văn hóa Sa Huỳnh đã tạo nên nền tảng để sau này người Chăm kế thừa và phát huy. Cái văn hóa Chăm ấy, nó là một cái sự mà như là kế thừa những cái thành tựu hết sức là xuất sắc của văn hóa Sa Huỳnh. Thế và chúng tôi cho rằng là như là chính cái sự thừa kế của văn hóa Chăm đối với văn hóa Sa Huỳnh, nó lại một lần nữa là minh chứng cái sự tiếp nối liên tục của các nền văn minh trên lãnh thổ Việt Nam. Rất đặc biệt, dấu tích con đường cổ Sa Huỳnh Champa Việt nằm ở thôn Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh. Con đường được xếp bằng đá cuội, được bảo vệ hai bên bằng kè đá, nằm dưới tán lá thấp, nối thông ba điểm khảo cổ Sa Huỳnh quan trọng, từ phía bắc là Phú Khương, Long Thạnh, nối liền với Thạnh Đức, nối đầm An Khê với Vũng Bàng, là hai thắng cảnh rất đẹp của Sa Huỳnh. Con đường đá được xem là huyết mạch của cư dân cổ xưa và cũng minh chứng cho tính kế thừa của văn hóa Sa Huỳnh đến tận ngày nay. Ở đây thì rất là giá trị là con đường từ thời người Sa Huỳnh sử dụng đến cái thời người Champa sử dụng và đến cái thời người Việt. Nó là một cái tuyến dọc biển của con đường Thiên Lý để nó nối từ phía bắc đi vô phía nam qua Thành Đức rồi lấy An Lão. Thì con đường này thì nó rất là giá trị. Do vậy trong cái hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt, chúng tôi đã khoanh vùng để bảo tồn cái con đường này. Nó xem như một con đường cổ và du khách với những nhà nghiên cứu đến người ta có thể là tham quan được cái di tích gốc ở đây. Tập tán bằng chum là một nét đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh. Mỗi chum Sa Huỳnh đa dạng về kích thước và kiểu dáng. Lớn nhất có chiều cao đến 1,8m, đường kính 1m. Khi các nhà khảo cổ khai quật các ngôi mộ chum Sa Huỳnh thì đồ tùy tán bằng gốm là chủ yếu. Các đồ gốm gia dụng đều được tạo dáng trang nhã, cân đối, hoa văn phong phú và sinh động,
thể hiện một tâm hồn tinh tế và giàu cảm xúc, thể hiện thẩm mỹ và kỹ thuật chế tác của cư dân Sa Huỳnh cổ xưa. Một trong những thành tựu của văn hóa Sa Huỳnh là kỹ nghệ chế tác đồ trang sức và phong cách sử dụng của chủ nhân nền văn hóa này. Sự xuất hiện đa dạng phong phú đồ trang sức, đa dạng về chất liệu cho thấy cư dân Sa Huỳnh là những người có năng khiếu, khéo tay và thẩm mỹ cao. Văn hóa Sa Huỳnh có sự ưu chuộng đồ ngọc, đó là một tầng lớp khá văn minh ở thời bấy giờ. Thủy tinh nhân tạo là một thành tựu rực rỡ của văn hóa Sa Huỳnh. Các cư dân dùng cát trắng để nấu thủy tinh, làm bát lọ và đặc biệt những chuỗi hạt trang sức bằng thủy tinh, đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Đây là một trong những nơi làm ra thủy tinh nhân tạo sớm trên thế giới. Thì cái nghề làm thủy tinh đó là một trong những cái nghề sớm của trên cái cộng đồng cư dân Việt Nam chúng ta, và trong đó là cư dân văn hóa Sa Huỳnh. Họ đã biết được cái kỹ thuật tìm cái nguồn nguyên liệu cũng như là kỹ thuật nấu thủy tinh, rồi là thổi thủy tinh và ra những cái sản phẩm vừa là đồ trang sức, vừa là đồ dùng sinh hoạt và có thể liên quan đến cái đồ tín ngưỡng nữa. Và như vậy thì là cư dân Sa Huỳnh rất giỏi trong cái nghề làm muối, làm gốm và cũng rất giỏi trong nghề làm thủy tinh, rồi các cái chế tác các cái đá ngọc. Hai cảnh quan thiên nhiên được khoanh vùng di tích là đầm An Khê và sông Cửa Lỗ. Đầm An Khê là đầm nước ngọt độc đáo ở chỗ là một đầm nước ngọt nằm sát biển, chỉ cách biển chừng 50 mét, nhưng hàng ngàn năm qua nước trong đầm vẫn không mặn. Nơi đây trời phú cho một cửa lỗ như một van tự động, như một đập dân do trời tạo. Ở đây nó có một cái điểm đặc biệt á, là mùa nước lớn thì nước ở trong đầm nó dâng cao thì nước ngọt mới chảy ra biển, và khi mà cái mực nước nó bão hòa, nó bình lại thì sóng biển tự đánh cái cát lấp cái cửa lại. Chính vì thế cho nên là cái nước mặn nó không tràn vào trong cái đầm, và dù là cái đầm sát biển nhưng mà là đầm nước ngọt vì nước mặn nó không có xâm nhập vào. Đó là cái điểm độc đáo của cái đầm An Khê. Sự độc đáo của đầm An Khê là minh chứng cho sự lựa chọn tài tình vị trí ngụ cư của cư dân cổ Sa Huỳnh xưa. Bây giờ, đầm An Khê vẫn được biết đến với nguồn lợi thủy sản phong phú, là nơi sinh kế của người dân xã Phổ Khánh và phường Phổ Thạnh. Nói chung là mình cũng đi dễ, trong lúc cũng thế mà không đi theo chứ đi thì cũng có được năm bao chục trăm chứ còn không đến nấu gì. Người về đi không về rồi, nhưng mà người đây thì đi thì có. Đầm An Khê đang được phát huy giá trị của mình trong phát triển kinh tế. Nhiều lễ hội diễn ra trong thời gian gần đây đã thu hút đông đảo người dân trong tỉnh, trong nước và nước ngoài về tham dự. Trên đầm đang phát triển loại hình du ngoạn bằng thuyền thúng, đưa du khách hưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ của xóm dừa, rừng dương. Đầm An Khê là một trong 6 địa điểm thuộc di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh đang được bảo vệ phát huy để hướng tới trở thành điểm du lịch lý tưởng trong tương lai. Cái trách nhiệm của chúng tôi phải tuyên truyền cho người dân nhận thức được các vị trí đã được khoanh vùng bảo vệ ở khu vực 1 và khoanh vùng bảo vệ ở khu vực 2 để vừa bảo tồn, vừa khai thác, vừa phát triển nhưng phù hợp với quy định của pháp luật, đặc biệt là luật di sản, để tiến tới nữa hy vọng mong muốn rằng là nơi này trở thành di sản văn hóa thế giới, thì người dân, chính quyền địa phương phải đáp ứng được các cái yêu cầu về các cái thiết chế văn hóa, quy định của quốc gia cũng như là quy định của thế giới về bảo vệ, bảo tồn cái nền văn hóa. Cái cư dân Sa Huỳnh ở đây vẫn có một cái truyền thống văn hóa cũng như ngày xưa, cũng như cư dân Sa Huỳnh, cũng như cư dân Chăm Pa, cũng như cư dân Việt hiện tại, là một cái truyền thống và nguyên vẹn như thế. Ví dụ như truyền thống về biển, về khai thác biển thì vẫn là một cái truyền thống khai thác biển rất là tuyệt vời của cư dân Sa Huỳnh. Họ ở đây thì họ đã chiếm lĩnh biển, rồi họ khai thác muối, rồi họ giao lưu trao đổi hàng hóa với bên ngoài, cũng như cái cư dân cổ ngày xưa chúng ta thấy như thế. Và như vậy thì cái thứ hai nữa là họ bảo tồn ấy, cái di sản ở đây rất là tốt,
Tôi nghĩ rằng là hình như đó là cái gì tổ tiên họ để lại thì họ mới giữ được. Do vậy cái cảnh quan sau Huỳnh này vẫn còn giữ nguyên. Năm 1997, di tích khảo cổ học văn hóa Sa Huỳnh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia, với hai khu vực bảo vệ là địa điểm Phú Khương và địa điểm Gò Ma Vương, xã Phổ Khánh. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận di tích khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh là di tích quốc gia đặc biệt. Quần thể gồm 6 địa điểm: di tích Long Thạnh còn gọi là Gò Ma Vương thuộc phường Phổ Thạnh, di tích Phú Khương thuộc xã Phổ Khánh, di tích Thạnh Đức thuộc phường Phổ Thạnh, quần thể di tích Champa, Đầm An Khê và sông Cửa Lỗ. Quảng Ngãi chúng ta là có cái nền văn hóa Sa Huỳnh và có cái Đầm An Khê là một cái địa điểm rất là tốt để cho chúng ta phát triển du lịch cộng đồng và các loại hình văn hóa khác. Cho nên là cái suy nghĩ của chúng ta cần phải có cái tư duy đổi mới và theo hướng tiếp cận mới, chứ chúng ta không nghĩ đơn thuần là chạy theo từng dự án cụ thể để phục vụ cho phát triển kinh tế trước mắt mà không tính đến cho cái câu chuyện phát triển lâu dài, phát triển bền vững và làm sao để mọi người dân ở khu vực này hưởng được thành quả từ cái sự phát triển. Di sản văn hóa Sa Huỳnh là nguồn tài nguyên quý hiếm. Việc bảo tồn phát triển không có nghĩa là gột bỏ cái cũ, mà là phát lộ cái cũ và phát huy được giá trị cái cũ. Di sản là do con người tạo ra. Con người là chủ thể sáng tạo ra di sản. Thế và trong quá khứ ấy, thì như là tổ tiên của những con người hiện đại là chủ nhân của những cái nền văn hóa mà chúng ta bây giờ đang được thừa kế. Thì chúng ta phải có những cái trách nhiệm để mà gìn giữ những cái di sản này, không những là cho thế hệ này mà còn cho hậu thế, cho những thế hệ sau. Thế và rõ ràng rằng là giữa di sản và con người nó có một cái mối liên hệ rất là hữu cơ, rất là đặc biệt. Thế và từ những cái di sản ấy là nó minh chứng cho những cái sự sáng tạo của con người. Ngược lại, cái sự bảo vệ của con người đối với di sản nó lại là nhằm là để lại cho hậu thế những cái di truệ của ông cha. Giá trị to lớn của di sản văn hóa Sa Huỳnh đang mang lại những lợi thế cho thị xã Đức Phổ và Quảng Ngãi nói chung. Thị ủy Đức Phổ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch thị xã Đức Phổ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định khai thác, phát huy và nâng tầm giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh, lấy văn hóa Sa Huỳnh làm hạt nhân để tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt so với các địa phương. Ban chấp hành đảng bộ và nhân thị xã Đức Phổ đã ban hành nghị quyết về sự phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Trong đó xác định cái nhiệm vụ trọng tâm là phát huy, bảo tồn và nâng cao giá trị của nền văn hóa Sa Huỳnh, là lấy văn hóa Sa Huỳnh là hạt nhân để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đức Phổ, của tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó thì quy hoạch tỉnh cũng đã xác định vùng kinh tế sinh thái biển phía nam của tỉnh Quảng Ngãi, trong đó Đức Phổ được xem là cái lõi trung tâm của cái trục Bắc Nam cũng như trục Đông Tây. Đây là cái điều kiện, cơ hội cũng như cái điều kiện thuận lợi để Đức Phổ phát huy và nâng cao giá trị của nền văn hóa Sa Huỳnh. Sa Huỳnh nằm giữa hai sân bay lớn, cách sân bay Phù Cát của tỉnh Bình Định 80 km, cách sân bay Chu Lai của tỉnh Quảng Nam 90 km. Nơi đây nằm ở tuyến đường biển gần bờ, có tuyến quốc lộ 1 và tàu hỏa đi ngang qua và nằm cạnh cao tốc Bắc Nam. Sa Huỳnh sở hữu cảnh quan độc đáo và tuyệt đẹp của đầm An Khê, sông Cửa Lỗ, vũng Bàng, bờ biển cát vàng Sa Huỳnh. Truyền thống từ nền văn hóa cổ Sa Huỳnh, nhiều đặc sản cho cư dân Sa Huỳnh làm ra. Tất cả hội đủ vốn quý để Quảng Ngãi thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham quan, nghiên cứu, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Quảng Ngãi sẽ tiến hành công tác quy hoạch, đồng thời với đó là triển khai công tác, tiếp tục công tác khảo cổ, công tác trùng tu, bảo tồn, cũng như là trưng bày chỉnh lý
các cái hiện vật, các cái tài liệu liên quan đến văn hóa Sa Huỳnh để đưa cái văn hóa Sa Huỳnh là cái điểm nhấn, phát huy được cái giá trị của nó trong cái hoạt động văn hóa cũng như hoạt động du lịch. Từ đây sẽ định hướng cho các ngành, các địa phương có kế hoạch phù hợp với điều kiện kinh tế để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời sẽ kết hợp với cái việc xây dựng Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia để kết nối giữa du lịch biển đảo cùng với du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trải nghiệm tại khu văn hóa Sa Huỳnh. Đây là một cái điểm nhấn, điểm mới vì trong khu văn hóa Sa Huỳnh của chúng ta nó có những cái điểm khác biệt so với các địa phương khác trong vùng. 3.000 năm trước, nền văn hóa Sa Huỳnh bắt đầu hình thành ở giai đoạn sớm, kéo dài hơn 1.000 năm và kết thúc ở thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Những dấu tích của nền văn hóa cổ này đã bị thời gian chôn sâu trong lòng đất suốt gần 2.000 năm. Và rồi, người hiện đại đã phát hiện ra và say sưa nghiên cứu trong hơn 100 năm nay. Văn hóa Sa Huỳnh được giải mã, lịch sử của nền văn hóa Sa Huỳnh phát lộ và đang được phát họa lại. Di tích khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh được xếp hạng quốc gia đặc biệt và giá trị của nền văn hóa cổ xưa rực rỡ đang được tiếp nối và phát huy ở một vùng đất được dùng để đặt tên cho nền văn hóa ấy.